Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt mục tiêu đến năm 2020, GDP bình quân của tỉnh Lào Cai đạt 72 triệu đồng mỗi người một năm. Sau 5 năm thực hiện, theo đánh giá GDP bình quân đầu người của Lào Cai năm 2020 dự kiến đạt mức 77 triệu đồng mỗi người một năm. Cùng với công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế nông nghiệp được đánh giá là đóng vai trò chủ lực đối với tăng trưởng GDP của tỉnh. Với hơn 500 gốc thanh long trên 10 hecta rừng, trong số này loại cây cho giá trị kinh tế đó là quế chiếm tới hơn 5 hecta và đang cho thu hoạch. Nguồn thu tính trong 2 năm gần đây của gia đình anh Nguyễn Đức Quý, thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên đạt từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Điều đáng quan tâm là mô hình kinh tế của gia đình trẻ này đã nhận được sự định hướng cũng như sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương. Mới đầu thì về thì cũng không có tiền nên là cũng phải đi mượn, nhưng mà mượn anh em nên anh em thấy mình làm nên cũng động viên, rồi họ cũng cho mượn tiền về để làm thử xem là nghiệm xem có được không cái mô hình thanh long này. Cũng nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp ủy chính quyền, gia đình bà Vi Thị Ngân, thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn đã chuyển một phần ruộng canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng mía. Đồng thời, toàn bộ diện tích vườn tạp chuyển sang trồng mận, vải thiều, mang lại thu nhập cao. Năm ngoái thì trồng hết cái chỗ kia, thì bán được hơn 40 triệu. Thế năm nay lại trồng thêm cái chỗ bên này nữa, là chỗ này là hình như là 200 con mạ nữa. Thì cái này thì chưa biết được bao nhiêu. Đại khái là năm vừa rồi này thì được 40 triệu, cũng khoảng 40 triệu là nói ít thôi. Không phải là nói nhiều, nói kiếm tốt. Sự chủ động của bà con nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến từ việc triển khai có hiệu quả các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15. Trong 19 đề án của tỉnh ủy, không phải ngẫu nhiên mà đề án về tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 được xếp ở vị trí thứ nhất, bởi tái cơ cấu chính là vấn đề mấu chốt để nâng cao giá trị và giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất, từ đó tác động trực tiếp đến GDP đầu người. Với việc đưa giống mới, áp dụng kỹ thuật vào canh tác đã đưa giá trị thu nhập 1 hecta năm 2020 dự ước đạt 80 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, vượt 6,6% mục tiêu đại hội. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 260 triệu đồng 1 hecta. Tất cả những yếu tố trên đều tác động trực tiếp, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn. Tỉnh đã chỉ đạo bố trí lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, nguồn lực hỗ trợ trung ương, nguồn lực từ tỉnh, nguồn lực từ các địa phương cũng như là tự đóng góp vào cộng đồng, cho nên là có một nguồn lực đáp ứng yêu cầu trong đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Thì theo tôi là đấy là những cái tác động chính góp phần vào cái sự thắng lợi trong quá trình thực hiện đề án số 01 của tỉnh. Nếu như năm 2016, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15, mức thu nhập bình quân đầu người của Lào Cai đạt 46 triệu đồng, thì năm 2020 đạt 77 triệu đồng một người một năm, đứng thứ hai trong các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, ngang bằng với mức bình quân chung cả nước. Đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, ngày càng được cải thiện và nâng lên. Chính vì vậy, mức tăng trưởng GDP trên lĩnh vực nông nghiệp càng có ý nghĩa đặc biệt, đồng nghĩa với đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững cho tỉnh.